chốt được không bác? Sáng nhất chợ phiên. Dạ. Lấy anh cá chân dưới. Dạ. Sáng nhất chợ hôm nay thì tôi vừa nãy được quay cái đấy rồi. Bây giờ để sang cười đi. Nói 25 triệu mà. 25 triệu, tất nhiên giá thì chắc là xuống được một chút. Tôi quay cái cây cái kiện luôn. Đây. Bố này. Ra đây chỉ bán xuống. Đấy. Lại cho lên sóng đấy. Có lá có bóng ấy nhìn thích nhỉ. To này không chơi chơi cái gì? Cái này báo giá cho khán giả là bao nhiêu anh Kiện nhỉ? Chuẩn giá là 15 triệu kén. Có biết thử thì mua về. Tất nhiên tôi không bán mặt mặt nhiều. Tôi muốn nó có một cái gì nhỉ, tôi muốn cái ngọn của nó phải đẩy ra cái sau kia, giật từ cái chi sau lên nhỉ? Đấy, chứ không phải là giật thẳng từ đây này. Cái gì nói cũng khó vô cùng. Chân mẹ này nhá. Đấy. Giá như mà chân mẹ cây này nó xứng với thân nó một chút thì nó cần bệt hơn, cần lâu năm hơn, nhưng mà ngày xưa chắc không rõ trăm như nào, nhưng mà hơi ít bệt. Nhưng mà đẹp, dáng rất đẹp. Đây, mặt bên này thì sâu thăm thẳm thôi. Đấy, và cây này không mua, đi mua cây kia 25 thì cũng phải được. Cây nhỏ nhỏ. Đấy, cây này nó mới vui. Qua đâu rồi không ra, múc cây này về chơi. Chuyên cây to, thích cây to. Hôm trước họ ra nhưng mà không có anh ở đây. Tiết trước nữa. Có xem qua màn ảnh nhỏ. bên Hoàng Mai hay ở đâu đấy? Hoàng Mai. Hôm nào khán giả đi qua vào chơi. Vâng. Đây nhá. Nếu mà tính về nhánh ấy, thì đang có thực chất là 4 nhánh. Đây 1, 2, 3, phải 2, đây là 4. Làm ngọn, cái thứ 4 làm ngọn. Nhưng mà ai mà yêu thích cái dáng dáng làng mà và ba vai ấy, thì cái này sẽ đẩy ra phía sau này. Giật từ đây lên. Đấy, ngọn nó sẽ có sâu, kiểu sâu cây mình chọn mặt này mặt chính mà. Nó sẽ sâu hơn. Đấy, tất nhiên là cây nó ra như này thì không ai dám phá, ít người phá, phá nó không đẹp hơn được. Xanh quê lá đẹp. Bông bóng đầy đủ. Rồi, mai chị. À đâu, bên đây là cái
này ngủ rồi. Anh lấy hai cây tùng để cho anh tạm xem. Quá hết phết nhỉ. Cái này 400. Ngủ rồi. Ngủ rồi có mấy giống này. Sáng mấy bà mang lên loạn rồi. 200 trả bán. 200. 400. Ngồi cái chậu mất hơn 100 rồi. Vú bò tiếp. Đây chính là vú bò. Cái cây ấy thì mua của người ta. Tiếp vú người. 250. Chậu mất hơn 100. Vú người thì to quá. Và người ta mất cũng 2 năm. Có cái gì đó. Quê em nó vú bò nó lại như cây sung ấy. Nó nhỏ thôi. Quả nó đúng như quả như cái vú. Quả nó như quả nó như cái vú bò luôn. Đầu đỏ đỏ có cái đầu đầu ấy. Gì đây là vú bò. Cũng ăn được mà. Đây mới là vú bò, còn đây không phải vú bò, đây là xin ruồi. À ruồi. Đây không phải vú bò, đây đang quả đây này. Quả. Đây mới là vú bò. Này là xin ruồi á. Xi ruồi à? Này không biết. Này chưa biết. Tên là mẹ là cây có lá mà muốn mua phải có tiền. Nhiều tên. Ui dồi, này đông ghê. Tiếp được. Bố bố đỗ xinh. Bố đỗ xinh. Bỏ. Đừng bỏ. Đây. Đây. Để đây. Để mẹ nó ra bóng cắt đi. Ai mua thì cắt. Muốn về ăn lúc người ta không có tiền để cắt. Nếu mà về để làm thì cắt. Chứng tỏ là ông Hà ông đéo cái quyết định để làm cây. Để nghe cái thằng Hùng nháy này nó nói câu dừng ngay nè. Không dám đụng trả thủ luôn. Ở đây gì đó. Không dám đụng thủ luôn. Chiều cũng tụng đâu. Đẹp ngay rồi. Bao nhiêu lòng tháng. Có ai cho lại vào một tí này. Còn gì kệ. Con này nhưng mà thân nó vừa mấy mà nó thân treo. Tự treo. Thân được treo hay. Xi ruối à. Vú bò. Xi ruối là bao nhiêu tiền đấy. Ở đây có quả hay không? Đây 2 triệu anh. 2 triệu. Đây quả đấy đúng không? Rỏ đấy đúng. Thế là biết cây này nó cũng tầm chắc cũng tầm phải hơn triệu nhỉ. 2 triệu. Đằng kia có cái chậu đá này. Tác nghiệp như là thế là không cắt nữa. Không cắt. Để bán thì tay đang cắt phải quay phim chụp ảnh vào tay rồi Hà đấy. Để đang cắt thì để bán là làm để là chơi thì cắt, để bán thì có cắt. Một ngày này dám ăn. Trong nhà chơi cây có cái hoa. Ôi trở đi lại bán được đường. Đủ ra từ kia đặt tiền đấy. Mới cắt cái này. Bán với điện rồi. Ừ rồi bán. Này, cây này ở này, như như củ sắn ấy nhỉ. Ừ, như củ sắn. Đó. Chúng ơi. Xin. Sống khỏe mà. À cái nhánh hồng mai. Cây. Đấy. Ông mai này cắm là sống à? Dâm xuống là lên luôn. Xì của anh Trung rồi đúng không? Này báo giá cho khán giả đi. Bao tiền? Bao tiền? Nhiều ấy quá, hôm nay nhiều người tác nghiệp quá. Thôi mà để ông kia hỏi, mình không hỏi nữa. Dụ. Xem cây nào đẹp múc luôn. Anh Hiếu này không mang cây si đi ạ? À? Cây đấy để nhà thôi nhỉ?
Phía trước mang đi. À được. Phía trước em lại nghỉ. Phía trước mang đi chơi. Vâng, trước về Thái Bình. Kia đã đi về rồi. Kia đã đi về rồi. Con này mà to thì cái chân dài cũng được. Cái cú của Thị Hiếu cái này được khoảng 3 triệu. 3 triệu. Để cho to. Đấy, về có vẻ như này không phải là ngày có khách về rồi. Một phiên chợ buồn, không có những vụ nổ lớn. Chắc nhà ông Vũ Sinh này, ông ấy làm nhà đấy, mình đi chỗ khác. Chờ anh Hiển nhá. Tìm bấm sướng nhỉ. Nhìn thích. Tùy nào.